Chào mừng các bác và anh em, Hành Vi đang test chiếc mic của Gặp Loa nhập khẩu đến từ thương hiệu CAF, có một điện là VDUB 12+. Đây là bản cao nhất của hãng CAF, sử dụng một bát 30 từ 19-76 và test kèn Sheraton, một loa cao cấp do Korea Việt Nam phân phối, cực kỳ hay nhá. Đồng loa chơi hết điểm hết số luôn. Tiếng bát rất là quá mề hay. Đêm nay có người đang ngóng chờ, như anh lệ thầm khăn tay ngắm con giấc ngủ say nồng, bẽ bàng mộng ngược đêm đông. Ôi mối ban đầu mới biết nhau. Đây ca sĩ Thành đang hát với nhé, không này. Đêm trăng rơi vòng hai mái đầu. Ước mơ mình sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão bùng, thề yêu nhau đến muôn ngàn sao. Anh đi hái xa miền mai, phóng qua bước chân đường dài. Niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thái bình, tình người ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo cuối trời cầu khấn như anh bồng con thơ. Tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tin yêu gió tan sầu thương. Ok bác nhá, vậy sang phần này, phần nhạc bác nhá. Mấy em đã thấy rồi, bác hiểu rồi. Nó nhanh thôi, bởi vì là đây là clip nó mang cái chất là quảng bá về dòng loa CF. Thì em chơi đủ bác từ các dòng nhạc luôn. Nhạc sàn, nhạc remix thì bác phải nghe tiếng bánh rất là chất, đấy, bác bánh quy luật đúng không? Thế này, cái này remix thì hay lắm không? Monazo chất remix quy lực. Ghét lành về khuya cơn gió lùa, trong vắt như là ngọc. Trăng đầy nghiêng bóng cài sông, lạy xe ép này. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt. Cái này bác chơi 45 hỏa vòng loa, 45 luôn, không phải là 15. Đúng tải trọng. Phải nổi luôn. Lạy xe ép. Bây giờ chơi sàn tí máu nhá. Vừa nãy nhiều bác lại cô chơi sàn không thì thưa các bác, cái dòng này thì tất cả dòng nhạc Việt Nam luôn nhá. Bắt được hết. Còn đây là nhạc sau nữa. Lời vì em có yêu, xem chỉ toàn nhân lấy yêu không. Chỉ vì anh không quan tâm một điều đơn giản lắm. Chẳng lo em anh cũng không chọn về. Chẳng ngờ người em sâu yêu rằng anh đã sai nên làm điều này. Ngày trốn mưa thắm nhìn nhau lá nắng. Ui giời quánh rung rốn vậy. Cắc 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 hơ hơ. Phê loài. Đấy. Cái này bác hiểu chất âm loa xếp đúng không? Dòng loa nó là gân đen chỉ đỏ chỉ vàng ạ, đẹp không? Rất đẹp đúng không? Điểm nhấn của loa này chính là cái thiết kế này. Một con chim, một con cá heo, à con CF cá heo ấy, cá heo này hách mõm ấy, để cho mổ đấy, mổ âm thanh ấy. Đây loa nhập khẩu chính hãng mà, tất cả mọi thứ nhá. Ok, còn mấy đôi các bạn nào chốt thì nhanh nhá, nhanh, còn này còn mấy đôi thôi, nhập khẩu chính hãng luôn. Cái này em sẽ bắt trộm thằng bán loa CF anh nhá, anh sẽ tiếp tục và bóc hộp này. Hello các bác nhá, hôm nay anh sẽ khui trực tiếp cặp loa CF. Đây là một phiên bản cao nhất của hãng CF. Tức là đây là dòng loa sử dụng bát 30 từ 19-76 và tép nó là tép Sheraton. Dòng này có thể đánh giá là một trong dòng loa chất lượng cực tốt. Nếu như bác mà so sánh một cách
một cách khách quan nhé, thì dòng loa này nó chơi, nó sẽ vượt cơ dòng loa trên 30 triệu những dòng loa nhập khẩu, thậm chí 40 triệu nhé, nó phải đánh trong phẳng. Thì loa nhập khẩu bên đây này, bác này đây, cái này còn nguyên cả phong thư đây, hàng chính hãng của CF đấy, hai anh em đang bóc đây, còn nguyên cả tôi vẫn bọc úp được em đấy, phong thư đầy đủ. Thì đôi loa này là em sẽ hôm nay em sẽ như lời hứa đấy là em sẽ bán cho một số anh em khoảng tầm 8 đôi bằng giá nhập bác nhá, bằng giá nhập, tức là không có một đồng nào lãi suất ở đôi loa này nhé, tức là 16 triệu tặng một cặp dây loa đấy bác nhá, tức là không có tiền ship đâu, tức là nhập như nào về bán bác đúng thế, nhưng mà giá đôi loa này như hãng đưa ra ấy nó tầm khoảng 2-3 triệu. Thì thực ra em là người có công lớn nhé, đưa cái mã loa CAF với đúng hay cộng lại về Việt Nam đấy, chính là em người đầu tiên đấy, nói thẳng các bác luôn chứ không phải ai, Hành Nguyễn đấy. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì cái mã này cũng được phân phối cho rất nhiều anh em, thì giá em như thông báo là 18 triệu, tức là bán cái giá đấy thì bảo thì nó còn có miếng ăn thật các bác ấy, chứ không phải là không. Tính ra là 18 triệu nhập 16 triệu bán 18 triệu thì bảo cả bao ship vào thì dây loa vào nó chỉ lãi hơn 1 triệu nữa đúng không? Một đôi loa này lãi 1 triệu em nghĩ nó không có gì mà quá cao cả. Nhưng hôm nay em sẽ bán cho bác vài đôi nhé, 16 triệu vẫn tặng các cặp dây loa luôn. Đấy, trị giá 500 nghìn và không bao ship. Thì đôi loa này sẽ chuyển xuống Hải Phòng. Đấy, bác nhá, đôi loa chuyển Hải Phòng. Mà hiện tại còn mấy đôi nữa, bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em luôn nhé. Con này thì không phải bóc rồi, vì trên clip em có sẵn rồi, có sẵn về các cái nội thất rồi mọi thứ. Và em xin mở ngoặc rằng bác nhá, cái loa CF với đúc 12 cộng này thì nó phải được phân phối từ công ty AV Việt Nam. Đấy, nó là mã độc quyền của công ty AV Việt Nam. Thì với là hàng chính hãng nhá, còn tất cả những hàng ngoài, xin các bác là nó là hàng nhái, nó là hàng đẻo, gọi là hàng đẻo, chứ nó không phải hàng xịn. Đấy, em khôi đây này, nguyên thùng hộp. Và bây giờ em sẽ tất âm để các cùng nghe chiếc mic chiếc âm đó. Tiếng bác ngoài đánh thì thôi được bạn, hay lắm. CF với đúc 2 cộng, đây là mã check này. Công suất con này nó là 400 và lội trở 8 ôm, đầu nhạy 97. Đấy, cái này thì là trước em bán 18 triệu đấy, nhưng qua ra thì bán nó quá chậm. Thì qua quá trình điều tra ra thì ra là một số anh em người ta còn bán trộm bạn. Người ta gọi là bán trộm đi, nó đúng, bán trộm âm thanh. Đấy, tức là mình sẽ làm lần làm ma để cho người khác, tức là bán đục nước béo cò. Bây giờ em bán đúng 16 triệu đấy, còn tiếp tục sẽ chiến đấu tiếp thôi nhá. 16 triệu là không bao ship, nên tuyên bố cái giá bác bán mấy đôi giao lưu như vậy thôi, chứ cái giá này em nghĩ là không bán được nhiều bạn, không bán được nhiều đâu. Các bác làm mà nhu cầu bây giờ em vẫn còn vài đôi nhá, em bán cho các bác đấy, bán để hiểu chất của anh Nguyễn thôi, chứ còn ma là quảng cáo sản phẩm thôi, chứ không cần thiết thì lãi suất thôi nhá. Nó thẳng bác lên em tuyên bố thành giờ như vậy đấy, chứ không có cái giá đâu. Còn nó bãi bác mua cái dòng loa em phải tầm 13 triệu 13 triệu rưỡi rồi nó bãi đấy. Đấy, ừ, tắt đẩy đi á, đứng đấy. Giờ này em chưa trực tiếp thôi nhá. Đấy, cái loa này các bác không phải nghĩ rồi, nó là loa mới thì để qua em test này các bác nghe nó sướng về đường mic biết thôi, nó hay nhất là thôi, chứ còn cái loa này thì nó là loa đỉnh rồi, đỉnh của đỉnh rồi, không có một cái điều gì mình phải bàn cãi về dòng loa này nó bác nhá, không có điều gì bàn cãi về loa này nữa rồi.